Chiều ngày 17 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng truy nã toàn quốc về tội trộm cắp tài sản. Thông qua việc rà soát, bổ sung thông tin, phục vụ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 12 tháng 3, trong quá trình tiếp nhận thủ tục bổ sung thông tin hộ khẩu của Nguyễn Xuân Dương, 26 tuổi, trú tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, Công an huyện phát hiện đối tượng này có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, qua xác minh thì Nguyễn Xuân Dương là đối tượng truy nã toàn quốc theo quyết định số 7 ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Du về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Xuân Dương cùng 4 đối tượng khác đã trộm dây cáp điện của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Phu Weng, khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du với tổng giá trị tài sản khoảng 107 triệu đồng. Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Dương đã bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam.